Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Hồng Anh Chứng khoán Đường Chiến. Hôm nay anh chị tinh thần anh chị thế nào? Tâm lý của anh chị có tốt không? Khi mà hôm nay là VN Index đóng cửa cao nhất phiên, có một cái phiên rút chân rất là đẹp. Hồng Anh nghĩ rằng hiện tại trên thị trường nó đang chia thành hai luồng, hai phe. Một là phe hôm qua đã chốt lời và hôm nay nhìn thị trường tăng. Hai là phe hôm qua giữ được hàng và hôm nay tâm lý rất là hứng khởi đúng không? Để mà khi mà thị trường có một cái phiên rút chân lên như thế. Nhưng mà đối với bản thân Hùng Anh ấy, thì Hùng Anh khuyên anh chị là hãy cứ giữ cái tâm lý bình ổn, tức là không vui quá và cũng không buồn quá. Không vui đối với những anh chị nào mà vẫn còn hàng chưa bán, còn không buồn quá đối với những anh chị nào đã bán hạ, đã chốt lời hoặc là đã cắt lỗ đúng cái đáy hôm nay. Khi mà cái hôm anh chị nào mà mua từ hôm mùng 7 tháng 6 phiên 10 tháng 6 về, anh chị nhắc đừng buồn. Quan điểm của anh rõ ràng như này này. VN Index hôm nay thì là một cây đóng cửa cao nhất phiên. Nhưng để cho rằng là VN Index có đi được lên hay không ấy, thì ông anh cho rằng là VN Index chưa thể đi lên được ngay đâu anh chị nhá. Kể cả có thể là sáng thứ hai có thể tăng vượt cả cái đỉnh 1115 này, nhưng 8 đến 90% nó sẽ test lại. Nó sẽ tìm cách nó test lại cái đáy này anh chị nhé, nó tìm cách nó test lại cái đáy 1.008. Tại sao ông anh lại nói vậy? Vì ông anh đã trải qua rất là nhiều các cái phiên như thế này rồi, phiên thị trường giảm với vốn lớn. Anh chị nhìn này, nếu mà để anh chị mà chưa nhớ, anh chị quên, thì ông anh sẽ nhắc lại cho anh chị những cái phiên như thế. Đây, đây là cái phiên giảm vốn lớn này. Đấy, anh chị thấy không? Và nó cũng rút chân lên rồi nó cũng giảm xuống. Đấy, nó mới xác định xu hướng giảm thì đây mới là xu hướng giảm chính này. Thường những cái phiên mà phiên giảm đầu ấy thì ai cũng chạy được, vì những người mà anh chị mà cầm được hàng, người cầm được hàng ấy, người ta có lãi, người ta chốt giảm một tí, người ta chốt. Nhưng khi mà người ta mua vào quá sớm, ví dụ là người ta mua vào cây này đó, thì hôm thì sau đó thì nó mới chỉnh, nó mới xảy ra quá trình chỉnh. Đây là quá trình chỉnh thứ nhất. Tương tự đấy, anh chị nhìn này. Đấy, giảm này, tăng hồi lại này và bắt đầu vào pha xu hướng giảm. Ở đây cũng thế này, giảm một cây khối lượng vốn lớn này, tăng cũng tăng là kết phiên này, đóng cửa cao nhất phiên này, sau đó vào xu hướng giảm đó. Có rất nhiều anh chị xem lại biểu đồ VN Index, có rất nhiều những cái phiên như thế và rất hiếm khi VN Index giảm. Đây, rất hiếm khi VN Index giảm, ví dụ này giảm vốn lớn này xong đi lên này. Ở đây ấy, là vào cái, anh chị nhớ là cái năm 2020 là vào cái đợt sóng siêu sóng của VN Index đó, thì nó mới có những cái pha như này anh chị nhé. Và pha như này ấy, nếu mà theo những gì mà Hùng Anh thống kê lại ấy, thì là rất ít những cái pha như này. Thường VN Index sẽ chỉnh, thường là VN Index sẽ chỉnh này, kể cả đây này nó giảm này, đấy, sau nó test lại nó giảm này. Thì ở đây Hùng Anh muốn nói rằng là cái nhịp này là chưa cái nhịp chỉnh này của thị trường. Thường một nhịp chỉnh của thị trường nó sẽ không đơn giản đâu anh chị nhé, nó sẽ rất mất thời gian, có thể mất 1 tuần đến 2 tuần để nó chỉnh xong. Mục đích chỉnh là gì? Là nó dũ các nhà đầu tư ra khỏi thị trường, các nhà đầu tư ra khỏi cổ phiếu đó. Cho nên anh chị hôm nay đừng thấy Gách hay là Đức Giang, Thăng Trần hay là các cổ phiếu khác mà anh chị lao vào mua, vì bản chất anh chị nhìn này, những cái cổ phiếu này ví dụ như Gách mày test liền mày còn tạo nền có 4 phiên, con Đức Giang tạo nền 4 phiên, con Gách đấy, những cái cổ phiếu này kể cả mai nó có lên, tuần sau nó có lên, nó sẽ tìm cách nó test lại anh chị nhé, nó sẽ test lại. Và chúng ta sẽ phải đợi cái gì đối với những anh chị nào? Ở đây nó có 2 trường hợp xảy ra anh chị nhé, 3 trường hợp. Thứ nhất là đối với những anh chị nào mà mua cái điểm mua giá vốn không được tốt, mua vào ngày mùng 7, mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 6 hoặc là những cái phiên loanh quanh đây mà không tốt, thì chờ VN Index hồi lên này. Khi mà VN Index hồi lên là các anh chị phải đợi nó có xu hướng quay đầu, là anh chị phải tìm cách cắt những cái cổ phiếu mà có cái vị thế không tốt của anh chị, phải cắt, đừng có chờ đợi đến khi nó giảm. Nếu mà giả sử nó bước vào nhịp chỉnh sau đó thì sẽ rất là khốc liệt anh chị nhé. Đó là một là những trường hợp nào mà mua quá gần và đệm lãi không tốt, hai là những trường hợp mà mới mới bán xong chốt lời xong, mới bán cả một chặng đường lên đấy tăng mới bán chốt lời, thì những cái phiên như này và những cái phiên tuần sau chẳng hạn có VN Index có tăng lên thì cũng không được mua lại anh chị nhé. Đấy là điều chắc chắn, không được mua lại. Bao giờ mua lại
thì ông anh tí nữa ông anh sẽ nói sau đó những cái điều như vậy. Vì thứ ba là những anh chị nào mà xác định ấy, cầm tiếp, những anh chị nào đã có đệm vị thế lãi tốt đây, như ông anh có đệm vị thế lãi rất tốt đấy. Và ông anh không sợ những cái nhịp chỉnh của thị trường. Tại sao ông anh lại giữ DGC? Vì DGC là con cổ phiếu rất khỏe, nó là siêu cổ đi lên từ nền dưới đấy. Tại sao ông anh giữ được VPG VIX? Vì ông anh đã có đệm lãi rất là tốt đấy. Đệm lãi của ông anh rất tốt để mà ông anh giữ được cổ phiếu, ông anh giữ được cổ phiếu qua đợt chỉnh đấy, và ông anh xác định là ông anh sẽ giữ qua đợt chỉnh. Và ông anh cho rằng những cái cổ phiếu VIX hay là những cái cổ phiếu VPG nó chưa chạy hết chu kỳ của nó đấy. VIX cũng chưa chạy hết chu kỳ anh chị nhé. Cho nên đối với cái việc mà đấy, đó là cách mà để ba trường hợp để xử lý, để anh chị xử lý được tài khoản anh chị. Anh chị sẽ xem vào trong tài khoản này cổ phiếu nào mà chưa tốt, đệm lãi chưa ổn thì mà tăng không phải tăng khỏe thì phải xử lý đấy. Để cầm tiền, thực ra mình cầm tiền ấy, khi mà rơi vào nhịp chỉnh ấy, thì mình mới bắt được những cái cổ phiếu ngon, cái cổ phiếu dẫn siêu cổ, gọi là siêu cổ phiếu dẫn dắt trên thị trường. Những cái cổ đấy ấy, khi mà anh chị bắt đúng nhịp chỉnh của thị trường này, nhịp cân bằng, pha cân bằng của VN-Index này, nhịp pha cân bằng của cổ phiếu này đấy, bắt cùng pha đó, và sau đó anh chị mua đúng điểm thì chỉ cần 2 tuần thôi, hoặc một một đến 2 tuần anh chị lãi 30-40% là chuyện bình thường anh chị nhé. Đấy, cho nên là mình phải phải kiên nhẫn anh chị ạ. Chứng khoán này là mình phải kiên nhẫn đợi đúng điểm để mình mua, chứ không được mua bừa anh chị nhé. Đấy, đó là những cái kinh nghiệm mà Hùng Anh rút ra đấy, sau rất là nhiều lần đổ vỡ của thị trường đấy, với những cái thị trường mà vốn giảm vốn lớn như này ấy, để mà nó đi lên ngay ấy, là rất hiếm, rất rất hiếm. Nó chỉ xác suất nó chỉ lên vào tầm 10-15%, còn đâu là những cái nhịp mà VN-Index nó sẽ test lại này. Đối với những cái đặc biệt là đối với những cái cổ cái gap mà VN-Index nó đã lấp chưa, nó mở trước đó 2 gap, anh chị nhìn 2 gap ở đây đúng không, 2 gap ở đây đấy, đặc biệt là đối với 2 gap. Mà anh không biết rằng bao giờ nó lấp, có thể là nó sẽ không lấp, nhưng có thể nó khi nó test lại nó không lấp cái gap này và nó lại đi lên tiếp này. Đấy, nhưng có thể nó quay về nó lấp luôn, lấp cái gap này. Và ông anh nghĩ rằng hôm nay nếu mà xem dòng, ông anh xem qua một chút dòng banh ấy, thì cổ phiếu dòng banh khá là khỏe, và ông anh nghĩ rằng nếu mà có lấp thì nó sẽ lấp cái gap này đó. Hôm nay tài khoản, hôm qua tài khoản của ông anh tăng giảm, nhưng hôm nay thì nó lấy lại được hết, gần như là lấy lại hết. Đấy, vì cổ phiếu ông anh mua nó đúng. Đấy, cho nên là nó rất là ổn. Thị trường thì hiện tại thì anh chị đừng quá hưng phấn và cũng đừng quá là buồn khi mà mất hàng, hay là đừng quá hưng phấn khi mà giữ hàng, vì chúng ta chưa biết được đâu, vì EVN nó chưa chỉnh xong anh chị nhé, nó chưa chỉnh xong. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số các cái dòng cổ phiếu, giờ chúng ta sẽ đi vào một số các dòng cổ phiếu để xem là cổ phiếu nào ổn anh chị nhé, cổ phiếu nào Hùng Anh sẽ vẫn tiếp tục sẽ giới thiệu đến anh chị những cái cổ phiếu mà nó tiềm năng để trở thành siêu cổ, đem lại mức cái lợi nhuận rất là cao cho anh chị. Đầu tiên đó chính là cổ phiếu này. Bây giờ mục đích của mua cổ phiếu là như nào, là khi mà đợi, thứ nhất là anh nói 2 cái đúng không, thứ nhất là đợi thị trường cân bằng chỉnh lại và cân bằng vô nhỏ, chỉnh lại với vô nhỏ bắt đầu nó vào pha cân bằng nhé. Thứ hai là cổ phiếu có nền giá tốt, và cổ phiếu có nền giá tốt và nó ở tiệm cận vùng đỉnh. Và những cái cổ phiếu nào nữa như thế, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với anh chị đó là con cổ phiếu Dabaco này. Con cổ phiếu này hôm nay đấy, nó test về cái nền, nó test về cái vùng chạm MA20 bật lên anh chị ạ, chạm MA20 bật lên đó. Sau đó anh chị nhìn này, một nhịp này đấy, cái nhịp này chưa tới anh chị nhé, hôm nay test một nhịp nữa này đấy. Và Hùng Anh cho rằng mà có thể là mai, có thể là phiên mai là nó sẽ test và sau nó bật, sau nó bật lên. Thì những con cổ này thì thường là chúng ta, nếu mà chúng ta thấy thị trường ổn thì
sang tuần thị trường ổn thì chúng ta sẽ để ý những con cổ phiếu như này. Đây là một dạng là siêu cổ anh chị nhé. Cái nền tích lũy của nó này, cái nền của nó 3 năm này, và nó khoảng tầm là gần bạn nó khoảng tầm 3 tuần. Đấy, 2 ngày nữa là 3 tuần. Đấy, ví dụ hoặc là như con DGW. Con DGW này anh chị phải quan tâm nó, phải chờ đợi nó. Nó sẽ có một pha test lại. Và anh nghĩ rằng con này thì khi mà pha test lại đấy, thì anh chị có thể giải ngân dần dần vào cái con này, giải ngân tầm 25-50% tùy của anh chị, vì con này anh nghĩ rằng nó sẽ đánh cái nền tảng lớn này anh chị nhé. Và giá cổ phiếu hiện tại ấy, con này đánh rất là đẹp đấy, thì anh chị chờ xem để mà mua. Đây là hai con siêu cổ mà anh cho rằng là nó rất là ổn, ví dụ hoặc là những con khác, ví dụ như con DGC này. Những con này nó cần phải test lại vì nó cái nền của nó quá ngắn, chưa lên đâu, nhìn thấy thôi. Hoặc là nó cũng sẽ có thể, những con siêu cổ như này ấy, có thể là nó sẽ không test lại nền đâu. Thật ra con này bây giờ để mà nó mua không anh, không ạ, thật sự không dám bảo anh chị mua, vì những cái con này nó có thể là nó có thể chạy nữa này, chạy lên nữa này, xong nó có thể với vùng này nó có thể tích lũy vài phiên ở đây, xong nó có thể chạy tiếp anh chị nhé. Thật sự con này thì anh không dám. Đây, anh chị nếu mà anh chị nhìn rộng ra thì đây là một cái vùng nền tảng lớn của nó, và anh nghĩ rằng là cái vùng nền này của nó là sẽ rất là lâu để mà vượt qua. Vùng nền này của nó sẽ rất là lâu vượt qua, nó sẽ phải test lên này xuống này, xong lại lên này, nó lằng nhằng lên này, nó lại xuống. Đó, xong nó lại lên. Anh nghĩ rằng nó sẽ như này, đối với con DGC nó sẽ như thế này. Đấy, và nó sẽ chờ. Đấy, hoặc là những con siêu cổ khác như là FCN, anh chị cũng phải để ý con này nhé. Những con cổ phiếu bắt đầu có nền ý. Những cái con này 3 năm này, 3 này. Đấy. Đây là một nhịp này, test một nhịp này, xong nó sẽ tăng này. Và sau nó sẽ phải test lại một nhịp nữa. Hoặc với vol cài càng thấp anh chị nhé. Đấy, sau đó thì chúng ta có thể xem xét để tham gia vào cùng với thị trường, tại vì FCN đang gặp cái vùng cản rất là lớn này. Vùng cản rất là to, vùng cản 16. Đấy, rất là khó. Anh chị cần phải để ý. Và khi mà cổ phiếu nó phải tích lũy một cái nền dài, vì nó đã lên quá nhanh trong thời gian vừa rồi, xem nào. Nó lên 33% trong vòng có bao nhiêu? Có 34 ngày. 27 phiên giao dịch lên được 33%, rất là nhanh đúng không anh chị? Đấy. Thì chúng ta phải để ý. Còn những cái cổ phiếu nào mà anh chị còn phải để ý, những con cổ phiếu mà có tiềm năng chạy sắp tới nhé. Siêu cổ thì nó ít, những con cổ phiếu có tiềm năng chạy được MSH này. Đấy, những con này là anh chị không nên bỏ qua nhé. Dòng thủy sản ANV, IDI, ASM và VHC. Những con cổ phiếu này là anh chị phải đấy, VHC nó đánh nhịp spring này xong rồi test này đấy, rất là đẹp. Và anh nghĩ rằng những con cổ phiếu này ấy, nó sẽ chạy trong vòng, sau khi mà viện đấy nó test xong thành công nhịp này nó sẽ chạy đấy. Anh chị cũng cần phải để ý cả dòng chứng khoán anh chị nhé. Cái dòng chứng khoán cũng có những cái con cổ phiếu anh chị cần phải để ý, ví dụ FTS. Anh chị phải xem nó khi thị trường điều chỉnh xong nó sẽ chạy nhịp cuối anh chị nhé. Hoặc là BSI. Đấy, những con cổ phiếu này nó chưa chết đấy anh chị, nó rất khỏe, nó chưa chết được, và anh cho rằng nó sẽ chạy nhịp cuối. Anh không biết là nó sẽ chạy đến đâu, nhưng mà anh nghĩ rằng con cổ phiếu này nó sẽ chạy, nếu mà BSI nó sẽ chạy nhịp cuối thì nó sẽ lên đến vùng 42 đấy, sẽ chạy lên được vùng này. Đấy, chúng ta phải chờ đợi xem. Thường những con cổ phiếu này rất là khỏe và chúng ta sẽ phải chờ đợi. Đó. Còn thường ở trên này đánh ấy, thì thường là rủi ro, những con cổ phiếu chứng khoán rủi ro của anh không khuyến nghị anh chị. Đấy. Chúng ta phải biết xử lý nếu mà chúng ta mua vào. Đầu tiên là chúng ta phải mua đúng điểm. Thứ hai là khi mà chứng khoán bao giờ cũng xác suất anh chị ạ. Khi mà sai thì chúng ta sẽ phải xử lý được. Còn những anh chị nào mà không xử lý được thì rất là khó, thì anh khuyến nghị là anh chị mua những con cổ phiếu ở gần nền ở dưới. Đấy. Đó. Thì cần như vậy.
những con cổ phiếu hoặc là như cả dòng, hoặc là như dòng cảng biển cũng cần phải chú ý anh chị nhé. Đây là một cái nền tảng tích lũy rất là lớn của cổ phiếu này. Hoặc là như con TTF, cảng biển thì có vốt này, đoạn xà này, đoạn xà thì con này thì khỏe quá rồi, nó lên mất rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà giả sử nếu mà nó test lại này, thì anh chị có thể có cơ hội tham gia nhé. Còn nó lên rồi thì chịu, những cái nền này thì chịu không bắt được đâu. Nó test lại thì tham gia vào SGP này, những con cổ phiếu này đấy, nó giảm này, nó giảm. Nó có thể mai lên xong lại giảm nữa, sang tuần lên xong lại giảm nữa. Đấy, thì khi mà nó cân bằng trở lại, nó cân bằng vô nó bé nhé, nó hướng lên, thì anh chị để ý nó. Đấy, những con cổ phiếu này hay là những cổ phiếu TTF, nó đang cố gắng tạo một cái nền ở đây này, đang cố gắng tạo một cái nền ở đây thì nó sẽ test lại, nó lên này, nó sẽ test lại, nó sẽ lằng nhằng. Những con này sẽ còn lâu rồi, và anh nghĩ là nó sẽ không chạy nhanh, nó lên nó lại test lại. Nếu mà cổ phiếu test như này thì nó sẽ chạy rất là mạnh anh chị nhé. Và cái vùng này nó là mình cần phải chú ý, những con cổ phiếu này là mình cần phải chú ý đó. Xem tiếp những con cổ phiếu như là PC1 này là anh chị cũng cần phải chú ý nhé. Khi mà nó khi thị trường chỉnh ấy, nó mà có nhịp những cái nhịp spring khi mà thị trường chỉnh mà nó có những cái nhịp spring thì là cần phải chú ý nhé. Con này thì chắc chắn là nó, anh nghĩ rằng phần lớn là nó phải có nhịp spring thì nó mới cổ nó mới lên được tiếp. Còn nếu không thì có rất nhiều người đu bám, nhỏ này đu bám nên rất khó để mà lên. PLC con này test lại nền, hôm nay sâu rồi, anh nghĩ rằng nó sẽ xuống tiếp ấy. Xấu quá. À không, anh nghĩ rằng là mai thì nó sẽ bật lại, test sâu quá. Khả năng test về cái nền 33.6 là thấp, anh nghĩ rằng nó sẽ tạo một cái gọi là nền trên này, một cái gãy nền rũ để mà trên này để chạy tiếp pha cuối cùng với dòng đầu tư công anh chị nhé. Nó chạy như này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng dòng nhé. Đấy là những cái cổ phiếu mà anh tầm ngắm trong tuần sau, khi VN Index ổn và những cổ phiếu nào thường cổ phiếu khỏe nó sẽ gọi là nó sẽ tạo nền trước thị trường gì ạ, thì chúng ta sẽ chú ý những cổ phiếu đó. Tiếp tục chứng khoán. Đấy, nếu mà chúng ta nhìn trên biểu đồ ấy, thì để mà nó nhìn biểu đồ VCI thì hôm qua là một phiên rất là bình thường của dòng của cổ phiếu đúng không anh chị. Nó chỉ là một cây giảm mà nếu mà không nhìn cùng với toàn thị trường ấy, thì hôm qua chứng khoán là cái phiên giảm rất là bình thường. Hôm nay là một phiên rút chân đẹp như mỡ đúng không? Đấy, nếu mà chúng ta nhìn như thế. Cho nên là xin lỗi anh chị. Cho nên là khi mà chúng ta cổ phiếu nó giảm ấy, anh chị đừng nhìn vào một cây cổ phiếu nó giảm 4-5 thậm chí sàn 6%, 7% để mà đánh giá cả quá trình của cổ phiếu. Chúng ta phải cho nó thêm thời gian. Ví dụ đấy, ngoài ví dụ nếu mà hôm nay VCI nó gãy với một cái vol to, cái vol to lên mà nó gãy tiếp thì chúng ta mới cân nhắc, chúng ta cân nhắc bán đó anh chị đó. Còn hiện tại thì nó vẫn chưa nhé, và hiện tại này cũng sẽ như thế. Bây giờ tất cả các cổ phiếu gần như là các cổ phiếu chung thị trường trừ những siêu cổ phiếu ra thì nó sẽ biến động theo VN Index, nó sẽ tăng lên hoặc nó hồi nó giảm. Đấy, những con này ấy, thì là thường là sẽ gọi là test 2000 và để chạy cuối đấy, anh chị phải để ý nhé. Đấy, rất là bình thường. Hôm nay cả cổ phiếu thì lại trở lại bình thường, chả gì phải nghĩ cả. Đấy, gần như là cái cây nền này nó phủ nhận cây nền quá, nhưng mà để mà nói mua thì chưa mua được anh chị nhé. Để mà nói mua thì chưa mua được. Đấy, chúng ta vẫn phải chờ đợi để thị trường cân bằng. Nó còn hai yếu tố, một là thị trường cân bằng, hai là cổ phiếu nó có nền test đủ nền đấy, như dòng chứng khoán anh chị nhìn này.
nó test rất là này, cái con này VCI này, FTS này, biết ai nhìn nó hơi lỏng thì APS chút chân này, CTS cũng đẹp này, MBS cũng đẹp. Nếu nó giữ được cái nền, tất cả những cổ phiếu mà nó giữ được cái nền ấy, VIX thì không phải nói đâu anh chị, VIX quá khỏe, VIX quá khỏe. Hôm qua đấy rung lắc như thế ông anh có bán không? Vì ông anh biết rằng nó không thể chết, nó chạy giữa đường nó không thể chết, không thể chết được, trừ khi hôm nay nhé. Anh chị nhìn nhé, trừ khi hôm nay phiên nó lại một vol phiên nó giảm này, nhưng mà nến nó lại, nhưng mà nến nó lại sẽ thế này, nến nó lại giảm thẳng một cây nến đỏ rực, đặc đỏ rực giảm xuống đây 4%, thì Hùng Anh sẽ xem xét là Hùng Anh hạ một nửa anh chị nhé, hạ một nửa và sau đó cùng chờ đợi xem như nào đó. Chúng ta phải có, phải cho cổ phiếu nó có khoảng thời gian, đừng nhìn vào một phiên như này mà kết luận đấy. Kết luận là cổ phiếu nó xấu cũng không thể nào như thế nha anh chị ạ. Nếu mà anh chị bán được, ông anh hỏi anh chị, nếu mà anh chị bán được những cái con cổ phiếu mà anh chị mua, ví dụ con gách anh chị mua từ những cái vùng này đấy, từ những cái vùng này, thế bây giờ anh chị bán, anh chị sang mua cổ phiếu nào? Bây giờ cầm, anh chị cầm tiền là cũng rất là khó để mà giải ngân, thật sự là như vậy. Cầm tiền mà cầm tiền không để mà chờ nhìn thị trường nó tăng thì lại nóng ruột, mà cầm tiền thì không biết là giải ngân cổ phiếu nào, vì tất cả các cổ phiếu nó đã lên cao quá, nó đã chỉnh rồi, thị trường chưa chỉnh nhé. Thì VN Index này chưa, nó chưa chỉnh nhé anh chị nhé, chưa chỉnh nhé. Nếu mà anh chị mà cầm được tiền trước khi VN Index chỉnh, ví dụ như cái nhịp này, ví dụ như nhịp này, ví dụ như nhịp này, thì mới gọi là thành công nhé. Còn nếu anh chị bán dở ra, anh chị bán ở đây, sau anh chị cầm tiền và giả sử VN Index nó tăng lên này, nó giảm này, và cổ phiếu nó còn không về cái giá mà anh chị bán thì như nào? Đấy, cổ phiếu nó không, cổ phiếu nó không về cái giá mà anh chị bán, thì anh chị sẽ xử lý, anh chị ngồi chờ, hoặc là anh chị lại phải, anh chị nào mà nôn nóng thì anh chị lại phải đu vào cổ phiếu giá cao. Và đến khi mà xong, thì khi mà đến khi mà VN Index nó rơi vào phá chỉnh thật thì lúc đấy sẽ rất là kinh khủng anh chị. Đấy, cho nên là chúng ta phải chờ đợi, chúng ta phải, phải hiểu được là chúng ta đang làm gì ở trên thị trường này. Đấy, chúng ta phải có kiến thức anh chị ạ, có kiến thức, có cách, có phương pháp giao dịch. Nếu không thì không thể nào mà tồn tại trên thị trường này. Đó là điều mà ông anh muốn chia sẻ với anh chị. Điểm qua một số các cổ phiếu nhé. Cổ phiếu ngân hàng hôm nay ông anh có xem này, rất là ổn. Bit rút chân này, mai thì chắc chắn là sẽ xanh. Và những con này thì nó sẽ đỡ thị trường, kể cả thị trường có giảm nó sẽ không giảm nhiều đâu nhé. CTG cũng ok không? Giảm rút chân. TCB quá khỏe. Vẫn là không thể test được cái gap này. Anh chị nhìn này, không, chưa chắc đã test được cái gap này đâu nhé. Kể cả khi mà cổ phiếu, khi mà nói về thị trường, khi mà nói về VN Index, chưa chắc đã test được cái gap 1090 đâu anh chị nhé. Vì cổ phiếu ngân hàng nó đang khỏe như thế này, phải nói là rất khỏe anh chị. Cổ phiếu ngân hàng rất khỏe. VIB này, STB này, STB kinh khủng không? Về, về cái vùng nền này bật lên này, nhưng mà có thể nó sẽ test lại, nhưng mà chưa biết là nếu mà nó chỉnh thì nó để chỉnh dưới VN để chỉnh, có thể những cổ phiếu nó xấu, những điểm xấu nó thể chỉnh xuống. Còn nếu không ấy, thì bình thường thì đây là cái vùng nền, đây là cái vùng nền của anh chị nhé. Vùng nền trên của nó để chờ để tăng. Nói chung là điểm qua một loạt các cổ phiếu ngân hàng ấy, thì bình thường rất là khỏe. Hôm nay anh thấy rằng là các cổ phiếu nó rất là khỏe, không thể nào mà chết được. Dòng ngân hàng như này thì anh chị bảo chết làm sao được. Dòng chứng khoán, nếu mà hôm qua anh chị không nhìn cái cây sập hôm qua thì dòng chứng khoán nó lại là bình thường. Thế là cái phiên hôm nay thì nó báo hiệu cho chúng ta rằng là thị trường vui vẻ, thị trường cuối tuần nó sẽ là một tuần thoải mái đối với những anh chị nào cầm hàng, và cũng không cần phải quá nghĩ ngợi đối với những anh chị nào mà không mà bán rồi, cứ từ từ anh chị, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, tiền nong chuẩn bị ấy. Bất động sản, nhìn chung thì hôm nay thì bất động sản, nhìn chung cái dòng bất động sản thì hôm nay bình thường, hôm nay thì dòng bất động sản thì nó cũng không chỉnh nhiều,
Đây là những cái dòng mà có những con cổ phiếu nó đã tăng tăng rất mạnh, ví dụ con NHA là đấy, nó đâu có chết, nó đã chết đâu. Hoặc là như con Đích, con cổ phiếu đầu cơ này test cái nền rút chân này, ngon như đúng rồi. Sell cũng thế. Nói chung là không không có gì phải nghĩ anh chị ạ, không thị trường này nó chưa vào phá trình đâu. Nếu mà cầm cầm hàng thì cứ phải bình tĩnh, và nếu không chịu hàng thì cũng phải bình tĩnh. Tầm này chưa chưa nói được điều gì đâu. TDC rút chân này, chân dài. Đấy. Nhìn bình thường, nếu mà không nhìn về chỉ mỗi con nhà Từ Liêm này, con nhà Từ Liêm này thì hôm nay nó giảm về cái nền này, nó giảm về cái nền chân này, sau nó rút chân thì có thể là mai nó sẽ test tiếp, xong nó tăng. Con này chưa chết đâu anh chị nhé, con này nếu mà mai mà sang tuần ấy, mà nó test xuống như này mà nó rút chân lên thì anh chị có thể mở vị thế mua, gọi là mua ở đây để xem xét xem là nó gãy không nhé. Nếu mà con này gãy thì cũng xấu ấy, nhưng mà nếu mà trong trường hợp không gãy thì anh chị có đệm lãi để anh chị gia tăng tiếp. Đấy. Thì những cái lúc mà nếu anh nói anh chị biết, những cái lúc mà cổ phiếu mà test lại cái nền này, nó như là mỗi lần gọi là đi vào cửa tử ấy. Một là sẽ sinh, tức là cổ phiếu nó sẽ hồi và tăng, hai là tử là nó sẽ gãy. Đấy. Thì chúng ta cần phải gọi là những cái lần test này là những lần sinh tử ấy, anh hay gọi là những lần sinh tử. Đấy. Khi mà cổ phiếu mà test thành công thì là sẽ một lần nữa sinh ra đời, tăng lên. Mà còn những cổ phiếu mà test không thành công mà nó gãy gãy cái nền ấy, gãy cái nền dài của nó thì là tử toang. Đấy. Cho nên là cũng phải để ý anh chị nhé, cái cổ phiếu như này này, nhà Từ Liêm này, CRE Penny như này, nó cũng chạy chạy nền rất là đẹp. Test thì một con này sẽ phải lên một test nữa. Những con này ấy, nó chưa chạy đến đâu, phải lên này, sau nó lại đi xuống, xong nó lại lằng nhằng lên. Đấy, nó có thể là đi ngang hoặc là nó có thể hơi xuống lên một tí, xong nó đi lại buôn bé chẳng hạn, xong nó mới lên anh chị nhé. Đó, cổ phiếu đường đi của nó là phải như thế. Mà một điều mà anh nhận ra rằng ấy, là những cổ phiếu nó cứ chạy, nó chạy đến khi nào mà thị trường nó sập thì nó sẽ sập cùng thị trường, còn những khỏe nó cứ chạy đã. Đó. Ví dụ như con Đức Giang nó cứ chạy đó. Đấy, khi nào mà thị trường sập, giả sử ông anh nói nhé, VN-Index sang tuần sau nó sập thì Đức Giang nó sẽ đi cùng thị trường, đấy là điều chắc chắn. Nam Long thế thôi, ta lại vùng cái vùng test của Nam Long, Nam Long này cây rút chân rất khỏe. Hôm nay là có một cây Nam Long rút chân rất là khỏe. Xem nào. Sell EGC, VCG. VCG, những cổ phiếu VCG này thì nó chạm một nền cũ này, bôn lớn nó chưa tăng được, nó phải đợi dòng đầu tư công. Con này ở bên dòng đầu tư công thì ông anh sẽ xem Khang Điền này, Khang Điền chưa giảm và bình thường đang ở vùng đỉnh cũ chờ bứt rồi. Càng ngày cái mẫu hình của nó, cái này chỗ này vốn hơi to, chỗ này vốn hơi to, nói chung là chờ nó cân bằng vốn nhỏ lại xong rồi thì có thể xem xét mua thôi. Đấy. Rất nhiều khi mà VN-Index gọi là nó phải đợi viên đấy chỉnh thì nó mới xuất hiện được nhiều cổ anh chị nhé. Còn nếu mà viên index nó cân bằng rồi, nó cân bằng xuất hiện rất là nhiều cổ để mà có thể mà anh chị giải ngân, đó điều chắc chắn. Còn để mà viên index tăng, càng tăng thì không có càng ít cổ phiếu điểm mua, nhưng sau nhịp này ấy, thì anh chị yên tâm, anh chị cầm tiền yên tâm thoải mái điểm mua, anh chị thoải mái cổ phiếu anh chị thể mua, quan trọng là mình chọn được cổ phiếu mạnh hay không, phát đạt ECR tổng đầu tư công nhé, HHV. Những con dòng này, gặp đỉnh cũ nó test lại này, bình thường này, RCG. Nền cũ này, anh chị nhìn này, nó rút chân lên này. Đấy. Bản chất những con cổ phiếu này nó cũng giống như nhà Từ Liêm thôi. Đấy, giảm xong lại mình xa linh sinh ở đây. Đấy. Hoặc nó lại tăng lên, hoặc nó test lại nhịp 3 nhé. Những con này ấy, mà test thêm một nhịp nữa thì rất là kinh nhé. Đây là nhịp 2 thôi. Cái này không nói. Đấy. Hoặc là test nhịp 3 thì những con này chạy rất là khủng. Vâng.
Và khi mà những con cổ phiếu này chạy, Hùng Anh sẽ có mặt nhé. Hùng Anh sẽ có mặt đợi nó cân bằng với vol phải thấp, bắt buộc vol phải thấp anh chị nhé. Nhớ một điều như thế, nó cân bằng cổ phiếu, cân bằng test lại các nhịp xong bằng vol thấp thì lúc đấy mình mang tiền là mình mua, không việc gì phải vội anh chị ạ. Trên thị trường này đầy cơ hội để anh chị có thể kiếm được tiền, nhưng anh chị mua nhầm ấy, anh chị mua nhầm cổ phiếu mà cổ phiếu nó không chạy thì anh chị cầm tiền, anh chị cầm tiền còn nhiều cơ hội hơn là những anh chị mà mua nhầm cổ phiếu để mà cổ phiếu không chạy. Đấy. Cho nên là cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội. Những ai mà chưa biết mua cổ phiếu, chưa biết xác định những nào những con siêu cổ phiếu thì anh chị có thể về với đội Hùng Anh, liên hệ với Hùng Anh qua số điện thoại. Thì xem nào, NCG, KSB, nút chân này. Đấy, về đúng cái kẻ gọi là cái đường kẻ mà anh kẻ hôm qua. Đấy, xem nào còn gì, G36 này, thế mà anh nhìn thấy này, đấy, nó cũng pha rút chân, xong nó còn cái lệnh dưới, nói chung là chưa thủng nữa, chờ VN đã gãy thì bọn này nó mới thủng anh chị ạ. Còn không thì thoải mái đi. Đầu tư công hết rồi đúng không nhỉ? À, còn FCN nói rồi. Đấy, FCN thì tạo nền thôi. Mặc dù cái nền này lỏng và nó cần, con này cần rất nhiều thời gian nữa. Con này cần, chắc có khi VN nó chạy nó vẫn chưa chạy đâu, cần rất nhiều thời gian. Con này lâu ấy. Còn nếu mà nó chạy nước rút ấy, còn nếu mà nó chạy nhanh ấy, trong VN mới tuần sau nó chạy, còn nó chạy luôn ấy, tức là sau nhịp chỉnh mà nó chạy luôn ý, thì là phàm pha nước rút cổ phiếu thì anh chị có thì có thể mua, nhưng mà thường ở vùng cao mà nó chưa tạo nền xong thì ngoại không dám bảo anh chị mua, tại vì nếu mà nó phàm pha nước rút thì thôi chịu, ai liều thì mới dám mua. HTN là con này sẽ quay lại nhé. những con cổ phiếu như này ấy, mai nó sẽ quay lại cái vùng này, sau nó lại bật lên. Đấy. Thường những phiên nó giống như con sell anh nhìn này, anh chị nhìn con sell này. Đấy. Sau nó test lại. Đấy. kiểu như thế. Đấy. Thường là sẽ như thế. Đầu tư công xong rồi đến cái gì nhỉ? Bất động sản, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp. Bất động sản khu công nghiệp như hôm qua nói rồi đúng không? VGC. VGC thì những con này thường nó sẽ phải test lại. Đây, vùng nền của nó, đây chị nhìn này, nó sẽ như này, nó sẽ như thế này, tăng này, đấy, tăng này, giảm này, đấy, và sau đó anh chị nhìn này, nó phải như này anh chị nhé, tất cả cổ phiếu đều như này nhé, nó test mấy nhịp nhé, đấy, test nhịp, test về đây luôn, xong nó lại tăng này, xong lại giảm này, anh chị nhìn thấy không, tăng này, vốn thấp dần này, đấy, thì anh chị mua nhé, và những cái cổ phiếu mà mua thì sẽ cho điện lực cao nhé. Đây chưa là gì đâu anh chị nhé. Một con này ấy, tăng chưa là gì đâu anh chị nhé. Nó mà tạo được cái vùng nền 2 ở đây này. Đây cho hẳn từ 39 đến 39 đến 44 thì đấy. Đấy. Từ đây đến đây mà nó tạo được cái vùng nền 2 ở đây ấy, thì nó sẽ tăng, thì nó có thể con này khả năng nhân đôi cao, nó lên 70 cao nhé. Con này lên được 70 đấy. Lên được đấy, 68 70. Hôm nay sẽ chờ con này, chờ con này cân bằng lại. Đấy. Sau đó con mạnh nhất rồi đến con SJC, SJC mai phiên rút chân. Đấy. Này mẫu những cái mẫu nến như này ấy, thì nó sẽ còn test lại chán anh chị nhé. GVR hôm nay rút chân này, vẫn chưa ổn đâu. KVC thế, PHR này, dòng bất động sản khu nghiệp thì mấy con đấy thôi. CSC, DTD, DTD may hôm nay vẫn giữ được cái này, nhưng mà vẫn phải chờ ra nhé. Nếu mà gãy vùng này là mệt đấy. Ai có hàng cẩn thận đấy chị nhá. ITA, NTC, dòng thủy sản, thủy sản rất may. VHC là những con cổ phiếu này, Hùng Anh nghĩ rằng là nó sẽ sắp chạy đấy. Con này tích lũy rất là lâu đấy. Con VHC này, con ANV tích lũy từ tháng 1 13 tháng 1
đến 13 tháng 6 là 5 tháng. Thường 5 tháng những cổ phiếu mà tích lũy 5 tháng này chờ cái hoạt kinh doanh. Anh chị phải nhớ nhé, từ hôm nay là mùng 9 đến 20 tháng 6 là có cái hoạt kinh doanh rồi, thì những con cổ phiếu này nếu cái hoạt kinh doanh tốt nó sẽ chạy. Anh chị nhớ nhá. Nó có cái hoạt kinh doanh sơ bộ, và những con này mà tích lũy như này ấy, mà để mà vùng nền của nó như này nó chạy ấy, thì chắc là nó phải lên đến 60 đấy. Kinh khủng lắm anh chị ạ. Nó chạy kinh khủng lắm đấy nhá. Đừng bỏ qua những con này. ANBIDI này, những con này cũng thế này. Đấy, chị này vốn đột biến không? Mẫu nền giống những cái mẫu nền này ấy, nó sẽ phải còn test lại đây này, đi lên này, lại đi xuống này. Đấy, hoặc là mãi nó giận hoặc là nó giảm xong lại đi lên. Nó phải test lại, nó phải test lại những cái vùng này, hoặc là nó sẽ còn phải test đây cái vùng break này của nó này, cùng với vùng đỉnh cũ này anh chị nhìn này. Đấy, nó phải test lại xong nó mới đi lên này anh chị nhé, vốn thấp. Đó, và con này phải để ý nhá. ASM này, ASM thì hết điểm mua. ASM khỏe. Con này khỏe. ACL. Đấy, CMX. Nói chung hôm nay bình thường, tất cả cổ phiếu bình thường. GIL. Đấy, test lại vùng nền hết này, vùng cây break này. VGT cũng thế này, TNG này, TG phiên rút chân. Con này đánh cái kiểu đánh con này luôn như vậy. Rất khó chịu anh chị nhé. May sông Hồng này. Đấy, con này không để bỏ qua nhá. Anh chị nhìn nó tích lũy cả một cái nền tảng dài, mình chạy kinh khủng lắm anh chị ạ. Nhưng mà bao giờ nó chạy là vấn đề thôi, và chúng ta sẽ phải chờ đến khi nó chạy được. Những cái con cổ phiếu này ấy, thường là anh chị nếu mà anh chị mua ấy, thì phải vỡ mở vị thế đây. Nó tăng đấy, thì mở vị thế đây đấy, trên này này, trên này mở vị thế khi mà nó ở nền đây nhá, nó ở nền đây nhá. Và khi mà nó nền đủ dài nó tăng thì chúng ta sẽ mua nốt, đừng mua sớm anh chị ạ. Nhưng con này ông anh cho là rất tiềm năng. Tên là bây giờ thủy sản dệt may ngân hàng chứng khoán bảo hiểm đây thì thép nhỉ, thép HPG nó con này chưa chạy được đâu nhá, nó đang ở vùng cản này, bắt buộc nó sẽ phải xử lý vùng cản này. Nói chung dòng thép lớn thì Hùng Anh nghĩ rằng là nó sẽ chậm. Dòng thép lớn thì nó sẽ giống như con mấy con chứng khoán ấy, SSI, VND ấy. Còn năm nay thì những cái dòng thép bé này, VGS này, VGS hôm nay, con VGS này hôm nay kinh khủng khiếp. Con này Hùng Anh sợ thứ hai nó tăng luôn. Nó tăng luôn. Kinh khủng, con này rất là khỏe. Đấy, những con dòng thép lớn, à thép nhỏ này. SMC cũng thế nhá. Đấy, những anh chị nào mà không có ấy, thì anh chị phải để ý những cái con cổ phiếu này, thép mà anh chị thích phải để ý các con cổ phiếu này. Đấy, hoặc là những con VPG này Hùng Anh không khuyến nghị, nó hết điểm mua, tăng như thế này thì tăng dốc như này mua, mà con này chỉ còn chưa bắt đầu thôi anh chị, này rất là khỏe, hết điểm mua không dám bảo mua. Nó phải lình xình ở đây, nó phải lình xình lâu một thời gian đây, hoặc là Hùng Anh có thể là trước Hùng Anh bảo là nó lình xình trên này đúng không? Đấy, nó sẽ thể lên như này nó mới lình xình này. Còn tầm 15 20 phiên chẳng hạn, 15 phiên chẳng hạn. Sau đó thì nó mới thì để xem xét có điểm mua. Và con này Hùng Anh nghĩ rằng nó sẽ lên được 28 đến 30, 30. Trong điều kiện thị trường bình thường. VPG, TVN, này cũng thích rồi. Pom, rồi. Cổ phiếu, những con cổ phiếu đồ cũng thép, còn đầu cơ kinh khủng khiếp. Tiến lên. Con này không đẹp. Hùng Anh thép thì chỉ thích mỗi VGS và SMC. Thì tổng kết lại thị trường ấy, là những anh chị nào có hàng thì hôm nay đừng quá hưng phấn, nói chung là mình chỉ thoải mái ở cuối tuần đấy anh chị ạ. Còn những anh chị nào mà bán rồi thì cũng chớ nên cầm tiền, chớ nên đua lệnh nhá. Mình phiên đấy nó sẽ có nhịp chỉnh sau đó, và để xem đây là nhịp chỉnh lành mạnh hay là nhịp
điều chỉnh rất là khốc liệt. Đấy, điều chỉnh rất là khốc liệt thì chúng ta phải chờ đợi xem. Còn cuối tuần thì thôi thì cũng không có gì cả. Thì Hùng Anh thì cuối tuần thì cũng chúc anh chị là một tuần cuối tuần vui vẻ. Thì xin hẹn gặp lại anh chị vào trong các cái trong tuần tiếp theo và các video tiếp theo. Anh chị thấy hay và bổ ích thì hãy like và subscribe cho kênh để Hùng Anh có thêm động lực ra nhiều video hơn anh chị nhá. Xin cảm ơn anh chị.